dự định chiến thôi. Cô để cái bát mình lại cho nha. Cái gì xòa đi, xòa đi. Cái đấy là đó, để dừng này đó. Mọi người phát, mọi người xem đây, 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 họ chồng chứ đâu phải dừng đâu. Cả vườn xòa đi kìa. Đấy. Đấy nó ồn biết sao, ở trong cái khoang này nó ồn á. Nó phát đi, phát lại, nó vọng á. Đâu, em đang xem mà. Ủa, sao nó liên tục vậy? Có người đi xe con xe mà đi cái này xe. Xe. Cái gì đi cầu thang máy? Đi xuống nó nhanh nha. Đây lên chứ lâu không? Đây là hồi kia nó đi xong rồi nó xuống thằng ta là lên. Đây là mới. Ờ đúng rồi. Đây là mới đợi lên từ bên cạnh mình cao hơn nữa. Ủ tai ấy chị. Nó xuống ngang đi máy bay á, nó ủ tai. Nhìn coi đường nước họ lấy lên cả. Họ lấy nước lên cả. Hai mốt mà cho dẫn lên các ống đồng rồi. Cái loại bồn 10 ngàn 10 khối thế tiết. Mà họ có cả bao nhiêu loại sẵn. 10 ngàn 10 khối thế tiết. Mà họ có cả bao nhiêu loại sẵn. Xoài, xoài nhà lắm chưa? Ờ, nhiều cái mà. Có ai lên đây mà hái xoài mà ăn được không? Ờ, xoài cái mẹ ơi. Chồng mình chồng xoài xuống. Nước từ lên đường á. Xuống quạt, nhưng quạt kêu. Khô với ai mẹ nó chín luôn kìa. Quay hái, khô quê khô. Nghe chị ấy xoài thái đấy. Cao rồi bà con ơi. Bà dùng xuống cái này. Ồ, lên đến đây em. Nó tức ngực. Ủ tai luôn đấy các bác ạ. Đến chùa này này. Biết đây mình nhớ sao mà biểu đi bộ lên đi bộ lên chùa sao vậy? Đi nhớ sao nhỉ? Nhớ cái gì mà chứ nhớ vậy mà cái tranh người bằng được. Đi bộ là biết rồi thôi, chùa cái gì mà không biết hỏi chị nhá. Đi bộ quanh rồi, cô quanh chùa. À nó cãi kỹ thế lắm. Tôi nhớ năm ngoái rõ ràng là 550 mà cãi. Đúng rồi, 550 mà. Bên kia là xưa. Đi một chiều lên đến đỉnh là mới 350, từ dưới lên đỉnh là 350 hay sao á. Mà có đường đi bộ lên không ta? Có đường đi bộ chứ. Đi được không được 100. Đến chùa rồi. Có đường đi bộ nhưng mà ta không thể đi được. Nhưng mà có những tảng đá sợ nhỉ. Có đường đi bộ nhưng mà ta không thể đi được. Vậy họ sao chắc họ xây được nhà chùa ở đây nhỉ? Vận chuyển rõ rồi. Đá xuống gà. Đi mới trả tốn. Quên quên đấy. Đầu quá trời ơi. Một. Một đất. Ố là gì? Nghiệp gà ơi. Nghiệp gà ở nhà. Với anh Miên anh đang đi theo chị Thu nhá. Em đem về đi đến mai, đem đến được không? Ờ, mình cứ thôi mình đi bộ đi. Béo mà ham đi cầu thang. Thank you.
nhanh nhanh nhanh.